Rồi mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi cảm ơn. Bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi ha. Bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Trước tiên là anh hãy giới thiệu thật to rõ để cho người cùng tham gia với mình bên đây có thể nghe rõ được những thông tin của mình. Dạ chào chị, em tên Cẩm. Người Hoa hay Khúc Hoa? Người Hoa. Quán thì ở Đồng Nai. Dạ cái gì Cẩm anh? Tài Nhục Cẩm. Hả? Tài Nhục Cẩm. Tài Nhục Cẩm. Nhục Cẩm. Người Hoa. Là cái tên đó là mình dịch từ tiếng Hoa sang đó. Tên nó đúng rồi, không dịch luôn, tên nó vậy. Tên vậy luôn hả? Ồ. Đó sinh ra nó đặt vậy luôn. Rồi. Thì giờ anh đang sinh sống ở đâu? Ở Sài Gòn. Anh đang sống với ai? Sống với mẹ già 80 tuổi. Dạ. Mà khó tính lắm, sống với con trai. Anh sống với con trai, với mẹ già. Đúng rồi. Thế là anh đang thuê nhà ở. Mà anh đang làm công việc gì? Trước thì làm tài xế. Nhưng mà hết tài xế không đủ sống, chuyển qua kinh doanh giày dép. Kinh doanh giày dép, nếu bây giờ công việc đó ổn định cho anh? Nói chung mà nó ổn hơn, ổn tạm ổn thôi. Nói chung mà đủ sống, nữa khi nó không có dư dạ, nó đủ anh sống. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh 78. Anh là 44 tuổi rồi. Ừ. Mà cuộc sống chưa ổn định nữa. Tạm thôi. Tạm ổn định thôi. Rồi, cái mời chị gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh trai bên kia và chào ekip chương trình. Em tên Trúc Linh, quê quán là Quảng Nam, đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc hiện tại là buôn bán tự do. Mình là sinh năm bao nhiêu? 1979. 79, 78, mình đây 79. Đó là 1 tuổi. Thế em hiện tại đang sống ở đâu? Sống với ai? Em sống với con em ở Bình Dương. Cũng là đang sống với con. Thế còn gia đình mình, ba mẹ mình ở đâu? Mẹ thì còn ở Quảng Nam, chỉ có anh em thì có vô đây. Rồi. Nếu đã sẵn mình đang nói về con thì thôi mình kể lại một chút xíu luôn về cái chuyện tình trường của mình đi nha. Đó, có gia đình rồi ly hôn năm 2011 rồi cũng ra ngoài ở thuê nhà ở nuôi con. Và hai đứa con gái. Hai đứa con gái, mấy tuổi là 23 tuổi với lại 16 tuổi. 3 tuổi, 23. 23 tuổi, 16 tuổi. Bà con gái lớn hết rồi, nhờ được rồi. Rồi mình chia tay vậy rồi bao nhiêu năm nay? Cũng lâu rồi, 10 năm rồi. Sao 10 năm nay mình vẫn ở một mình? Cuộc sống cũng khó khăn, mình ở nhà thuê á, rồi mình cũng lo cho con cái không à, chứ cũng không dám nghĩ tới gia đình. Với lại một phần nữa là kiểu như mình quen, mình thấy kiểu như là người ta không có chí hướng tới cái hôn nhân. 10 năm qua mình có mối tình nào khác không? Cũng có quen một người nhưng mà vì họ không thành thật thì mình cũng định chia tay thì thôi. Nhưng mà lý do hồi xưa như thế nào mà mình đã có hai cháu rồi mà mình vẫn chia tay vậy? Nói chung là nó không hợp trong cuộc sống á. Bây giờ có còn qua lại gì với ba không? Tại vì ba bé đã có vợ rồi. Thì em thì ở vậy nuôi con. Khó khăn ha. Thế còn bên mình, hồi nãy em cũng nói là cũng có một cháu trai đúng không? Cháu trai bao nhiêu tuổi? Lớp 8 rồi. Lớp 8 rồi. Chia tay bao lâu rồi? Ly thân 6 năm, chia tay mấy ngày đây? Bây giờ 8 năm rồi, 2012 giờ luôn. Nguyên nhân tại sao lại? Nói chung nguyên nhân rất là nhiều. Tại hồi đó quen thì nói chung không có tìm hiểu kỹ. Quen 2 tháng là cưới rồi, ông già vợ kêu cưới rồi, nó không định. Lúc đó chưa định cưới đâu, định tìm hiểu con sao đó. Mà thấy là lấy ai cũng định lấy đại đi, lấy đại nó cũng rồi ra vậy. Lấy vợ mà lấy đại đi, bởi vậy? Lúc mình còn trẻ mà, nó mới có 30 à. Không lấy ra là thật xấu nhiều những kia. Rồi bây giờ nó liên quan tới tiền bạc nữa. Anh nuôi con. Nuôi con. Rồi cổ có qua lại chăm sóc không? Không, nó không sống luôn. Là mất tiêu luôn. Không có ký giấy ly hôn luôn. Mà anh tự làm đơn phương. Nói chung là nó bỏ đi 6 năm rồi mới làm. Liên quan đến tiền bạc làm sao? Rất là nhiều, tiền bạc dính dáng số đề này kia nữa. Ba kiếm được 10 triệu ba xả hết trơn à. Còn mình kiếm được hai tay mình hãy để dành này kia, sau này nó không có vấn đề trước mắt thôi. Coi như là cổ không có được vun bén tiền bạc. Không có đủ tiền bạc để chu đắp này kia mà thoải mái, muốn tự do. Nó thích đi đây đi đó, kết bè kết phái. Thôi kết bè kết phái nghe ghê quá. Trong giang hồ có kết bè kết phái. Ở đâu có sòng bạc có bà? Vậy hả? Hồi đó lấy nhau vậy là có làm dâu không? Có. Ở chung với mẹ anh luôn? Ừ. Hay là tại mẹ khó quá? Nói chung thì mẹ hay khó hay khó hay dễ, bà cũng hiền lắm. Mà con cái mẹ còn hay cầm gà khó mà bà lớn tuổi rồi bà cũng hay cầm gà này kia, không có gì hết á. Thì mẹ già nào mà không vậy, thương con thôi. Có khó gì nữa. Cũng do hai bên nữa. Nó sanh đứa con rồi mình không có thời gian chăm sóc nữa. Tham gia bà nghĩ vậy, tham gia cũng có nguyên nhân đó. Lúc mà nó sanh đẻ mình không có ở bệnh tật cần chăm sóc, mình đi làm. Đứa có đi đâu mà không chăm sóc? Đi làm mình lo kiếm tiền để nuôi, lo tiền nhà này kia nữa. Là năm anh nghĩ vậy nữa, năm dân cũng một phần cho mình lúc đó. Rồi, cái gì cũng có cả hai ha, phải làm tại cả ha. Thôi thì... Cái em hơi gia trưởng chút xíu nữa. Gia trưởng làm sao? Cái đại khó tính luôn, nhiều lúc mua đồ á, cái nào cần thiết thì mua, không cần thiết không cần mua. Là mua về dụng đóng luôn này kia nữa, mà cầm gạn này kia nữa, có tính xíu. Thì nói chung nó rút kinh nghiệm, trong cuộc sống bây giờ phải thoải mái dễ dãi một chút. Vợ chồng có gì thà ngồi xuống nói với nhau một lần.
Nhưng mà cái này ngồi xuống không được luôn. Thì bởi vậy mới chia tay đó. Bây giờ mình mới nói là những cái người mới nè, mình phải rút kinh nghiệm. Còn mà với con cái hai chồng không có chia sẻ nhau. Tức là xong rồi mới nói, nhưng mà quá muộn rồi. Đó là cái chuyện cũ, mình bỏ qua. Mình đã trải qua những cái vấn đề như vậy, thì mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau này mình phải tìm hiểu cho kỹ hơn. Vợ chồng có cái gì là phải ngồi bàn bạc thảo luận với nhau để tìm một cái tiếng nói chung. Rồi mình đã biết mình hơi khó tính hay là mình biết mình gia trưởng thì mình cũng phải bớt lại. Mình phải điều chỉnh bản thân mình lại, hạn chế lại. Bây giờ quay lại một chút xíu về bản thân mình. Em có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là mạnh mẽ, tính hòa đồng. Nói chung là những cái công việc nhà mà có thể đàn ông làm gọi là em sẽ làm được. Chỉ có từ kế leo cao hay gì đó thì em không làm được thì em không làm thôi. Thích nấu ăn, thích quan tâm gia đình. Quá tốt, có nghĩa là cả nam cả nữ làm được hết. Bà mẹ không chồng nuôi con mà, đúng không? Nấu nướng hay là ngay cả những cái chuyện mà leo trèo, cái chuyện của đàn ông mà đơn giản thì mình cũng làm được luôn. Quá giỏi. Rồi điểm yếu của mình? Không làm gì thì em có thể ngủ nướng. Nếu mà ngủ thì nếu mà có chồng thì sẽ chui vô nách luôn. Chui vô nách luôn chứ không có chuyện nằm riêng. Có chồng thì chui vô nách, chồng ngủ thì có chuyện nằm riêng. Ngộ vậy sao sở thích gì lại, chui vô nách ngủ hôn nách sao trời. Mà ly thiêu quan chậu, vợ chồng ngủ hơn thì sao? Có cho có chui vô nách nằm ngủ không? Không. Cái gì kỳ vậy? Tại anh ngủ có mình quen, không ngủ chung được. Rồi mới móc lấy vợ về ngủ mình luôn hả? Ngủ kế bên thôi, không có ngủ chứ không có ông được. Thì... không khó ngủ lắm hả? Vừa lấy vợ. Hai cho con ngủ không bao giờ ôm đó. Cha con khác còn vợ chồng, ta ngủ ta phải ôm nhau, ta ngủ chứ. Tao uống xíu thì được thôi, ôm lâu quá, ngủ sáng không được. Ôm xíu thôi. Ủa em mà chung tới sáng luôn hả? Trời ơi, chết cha rồi, cái vụ này lạ quá. Thôi này về phải tự coi lại coi sao nha. Yêu thương phải ôm phải nhau. Ôm nó khó ngủ lắm thì lúc. À, thôi ôm lúc thức thôi còn ngủ buồn. Đúng rồi. Thôi cũng được, lúc mệt quá rồi cũng buông cho ngủ cho nó dễ. Tại nếu mà có cho hai ngủ nướng nha, ngủ 8 đến giờ mới vậy. Giờ tối hay thức khuya tại mình suy nghĩ nhiều quá. Lý do sao mình ế mấy năm nay sao mình không tìm được ăn? Thế thì khó tính xíu. Thì đó, biết khó tính là bỏ bớt khó tính nha. Mà không khó thì không được, nó dễ dãi quá không có được. Dễ quá leo cổ. Trời ơi, leo đầu luôn chứ leo cổ. Leo đầu mà em á. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh không hút thuốc, không có uống rượu. Cờ bạc thì không có, đám tiệc thì chơi dài dán chơi thôi, không có gì. Điểm yếu, khó tính gia trưởng. Khó tính, ví dụ ăn ngọt không được. Ăn ngọt không được. Về miền Tây không được. Về miền Tây là không được. Có đem hình ảnh gì theo không? Có. Đâu, được rồi. Có hình không em? Tội hình mà bỏ túi quần xếp lại vậy trời. Chứ bỏ đâu giờ không có túi. Trời đất ơi, người lạ thiệt luôn. Hình ảnh 5 năm trời rồi đó. Rồi làm sao kiếm ra ổng? Xấu nhất. Trời ơi, coi đi, ai xấu nhất là ổng á. Tấm hình mà ổng bỏ vậy đó. Còn tôi cũng biết luôn, đầm quá, ai đẹp nhất là cổ á. Cái này cũng cảm nhận thôi nha. Đúng rồi, cảm nhận thôi. Cái này đi. Ai? Áo trắng. Áo trắng. Rồi cầm đi để lát mở cửa trái tim ra coi so coi đúng không. Kiếm ra chưa? Ngoài đó ha, bìa ha, đeo mắt kiến ha. Xin mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem cái cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay không nha. Rồi. Chào chị. Chào chị. Chào em. Chào chị. Trời đất ơi. Lớn lớn em tuổi. Ai lớn ai tuổi? Anh sinh năm nhiêu? 18. Người ta sinh năm 79. 9. Trời đất. Mà người ta có nhỏ có lớn hơn, không có kêu bằng chị nữa. Cứ tìm hẹn hò mà tí nhiên mình chào chị. Thiệt tình luôn á. Rồi sao, chọn đúng hay sai? Sai. Rồi sao bét rồi, cổ là ai biết không? Bìa. Bìa hai em màu đỏ bìa hả? Không, em ở giữa nè. Trời ơi, đâu đưa coi. Chọn nhìn rồi mà còn trực quốc vậy. Đây nè, đỏ mà đỏ sẫm phải không? Đó, cô này mới đúng nè. Đứng giữa. Rồi còn em chọn ảnh sai rồi. Cũng sai luôn. Ảnh là người này nè. Đúng rồi, hai người đều sai. Nãy em tính chỉ đây. Cái này chọn theo cái cảm nhận của mình thôi. Tặng ai vậy? Không nói tặng, tặng em. Em cũng tặng cho anh một cuốn sách. Nói chung là từng tuổi này thì mình cũng đã đổ vỡ rồi. Thì nếu như mà muốn có hạnh phúc thì mình sẽ tìm hiểu trong cái cuốn sách đó và giữ cái hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, mở quà đó, coi mở quà đó có cái gì vậy mà chẳng là anh chọn sai hoài kìa. Mở ra đi em. Chọn theo cảm nhận hay là chọn sai cảm nhận? Chọn theo cảm nhận. À, chọn theo cảm nhận. À, tôi hiểu rồi. À, anh này, anh bà nãy anh nói anh bán giày dép. Vậy là anh tặng đôi giày rồi đó. À, em mang giày size bao nhiêu? 39 có 38, hàng hiệu là 39, 38. Mới vừa với 38. Này ba mấy? 38. 38. Rồi thử coi vừa không? Mới vừa. Rồi anh qua phụ người ta mang giày coi. Rồi, giống như là người ta đi mua giày mình vậy đó. Mới vậy hả? Mình phải thử giày cho người ta chứ. Ép người ta mua. Trời ơi, đó đúng rồi. Ngồi xây ra đúng rồi. Thử giày nha.
Được món. Ừ. Được không em? Không, cái là đi phòng trò á. Không, không có phòng. Tại vì nếu mà giờ hiểu thì nó là 38 là 38 là vừa đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, ok. Vậy là hợp lý, cũng chọn vừa sai luôn. Sao ông chủ thấy vừa hay chật ông chủ? Thấy chật. Thấy chật hả? Chật chữ cho nó chặt. Bây giờ mình tặng quà rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai anh chị ăn bánh, uống nước và cùng trò chuyện với nhau ha. Chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau. Một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi, mời hai anh chị. Sở thích của em là anh thường làm cái gì? Dạ không, em thích buôn bán. Chỉ có hai đứa con này ở chung hay sao? Không, bé lớn thì ở bên ba, bé nhỏ thì ở với em. À, hiện tại bé nhỏ ở với em luôn. Hiện tại sống ở đâu? Em sống trên Bình Dương. Bình Dương khúc nào? Ở Phú Hòa. Rồi có gì hỏi không? Nếu mà lập gia đình anh một người phụ nữ mà kiểu như họ thích sửa soạn một chút thì anh có... Không có nói là hiện tại vừa truyền thống luôn, không sao. Nhưng mà theo em thì nếu mà làm về tiền bạc ai giữ? Ai giữ cũng được, nhưng mà phải có một cái số chính xác. Chi tiêu hay cái gì đó thì phải là cả hai biết. Cái như là em muốn lấy ra mua cái gì hay là anh muốn mua cái gì thì phải bàn tán với nhau. Anh thì nghĩ khác, muốn giống vậy. Nhưng mà tiền bạc em đi làm tiền em giữ. Còn anh đi làm á, anh phải ví dụ ngàn em đi chợ nhiều anh đưa nhiều. Còn cuối tháng hay cuối năm này kia đó, còn cái gì cứ làm ăn nó suôn sẻ thì cái đó là cho riêng, cái là khác. Tại vì kinh doanh cái đồng ra đồng vô hay đi ra đi vô hoài nó liên tục, không phải nào mà đưa hết được. Ví dụ kiếm được 10 triệu mà đưa một phần nào hàng ngày đưa thôi, chứ không phải đưa hàng tháng. Không, em thì theo em thì em không nghĩ cái việc đó. Em nghĩ là nếu mà một khi em đã lập gia đình, em đã lấy người đó làm chồng thì đương nhiên cái số tiền đó nếu mà giả tỷ như để dành trong thẻ thì cái thẻ đó đều là cài số điện thoại của hai người, ai giữ cũng được. Nhưng mà khi mà rút ra làm gì, chi tiêu gì thì phải biết. Còn lấy hàng, lấy đồ gì thì cũng sẽ bàn với nhau. Vì em không có thích mà tiền ai nấy xài. Bởi vì mình đã sống chung nhà, cơm nước đã chung. Mình đã chung thực, mình sống với nhau trong nhà rồi. Với bản tính của em là vậy, tiền là ai giữ cũng được. Nhưng mà biết cho tỷ như ngày đó làm bán hay là gì đó, trong ngày đó 10 triệu hay 50 triệu gì đó, nhưng mà ngày đó mình ăn hết 1-2 triệu hay mình đi đám đi tiệc gì đó, còn bao nhiêu thì mình cất hoặc là mình như thế nào đó là cả hai đều biết hết. Còn hoặc như em thì có thể đi mua sắm cái gì đó thì em sẽ bàn đấy, vậy đó. Chứ không có phải là tiền ai nấy xài. Nhưng mà đi mua sắm thì em cũng... khó lắm mà. Hôm nay em đi mua cái này, anh nói cái này. Không, cái đó thì mình phải bàn với nhau. Mình bàn với nhau hợp lệ thì mới mua, còn không thì thôi. Tại vì em có một bạn cũng vậy, nó hai chồng cũng vậy, chi tiêu vậy. Tiền vợ xài, tiền anh xài. Nhưng mà chi tiêu mỗi tháng năm hay để biết cái cổng sổ lên cuối năm để lời lỗ bao nhiêu. Cái đó là cũng có một cái số đúng là để dành. Nhưng mà với cái kiểu như mà nếu như mà anh nói mà anh chi tiêu cho vợ mỗi ngày bao nhiêu á, rồi lấy tỷ như giờ vợ muốn mua một cái gì hay cái gì đó cũng phải hỏi anh. Không, cái này là... không hỏi, cái tiêu không gì không hỏi. À, thì nó cũng ngại, tại em thì em rất là ngại cái chỗ tiền bạc. Vì em cũng nghe anh nói là vợ anh ngày trước cũng đã đề bài, cho nên là anh cũng có kinh nghiệm thì em cũng có hiểu. Anh... Nhưng mà với em thì cái chuyện đó thì ngoài ra không có, chủ yếu là chỉ gia đình thôi. Hồi xưa vợ anh đưa đi là coi như đi luôn á, không có nào. Dạ, cái đó thì... Đưa vô là không lấy ra được luôn á. Dạ, còn em thì không. Mà lấy gì hay làm dâu? Em về làm dâu vẫn được. Mà làm dâu con em thì sao? Thì con em vẫn ở trên đó không sao. Thì em vẫn có thời gian đi về thăm con. Con em có thời gian chạy xuống chơi vẫn được. Em thì việc con chung hay con riêng gì thì em cũng đều thương. Mà nếu như mà lập gia đình thì anh có nghĩ là anh thành con nữa hay không? Con thì đó gần cái này theo duyên trời. Trời ơi, nghe câu chuyện của hai người sao mình nó chậm, mình trì dữ vậy? Mình hỏi mà quên. Trời ơi, hỏi mà quên là sao? Cơ hội mà. Rồi giờ thí dụ như trước mắt giờ hẹn hò tìm hiểu mình muốn như thế nào nè? Hẹn hò nó cũng sao, Bình Dương nó cũng gần cũng gì đó. Tuần đi 2-3 lần cũng được sao? Đi rồi ai bán nhà? Thì thỉnh thoảng em muốn giao hàng Bình Dương mà. Nhớ ví dụ mà tao được có được có về làm dâu cũng bớt khó nha, đồng ý không? Hạn chế thôi, hạn chế nữa thôi, tụi ông gia trưởng vừa vừa thôi, thời điểm này rồi mà còn khó tính. Vì em cũng không có thích gia trưởng mà. Khó em không sợ, phải nói chứ còn khó kiểu mà không nói mà làm bầm là em không có gì. Thôi lúc nói mình nó quên lắm rồi. Nhưng với em là phải đi đâu thường về đúng giờ thì phải nói đúng giờ đó, mà nếu mà bữa đó đi đâu không về được thì phải gọi về cho hay, chứ không có kiểu mà đi lúc luôn rồi tắt máy luôn, gọi điện thoại không nghe máy không gì hết.
hết rồi xong rồi tới mà mò về thì hay ghen không, ví dụ mà hay ghen không, hay kiểm tra điện thoại này kia. Em thì đặc biệt em không đụng vô nha, em không đụng điện thoại, em không lục điện thoại, kể cả em không lục bóp, nhưng mà em chơi mạng hay là cái gì đó cứ chơi xả láng, cho có thể là ga lăng hỏi thăm gì các cô gái hay bạn bè gì chuyện bình thường, nhưng mà làm sao làm coi làm cho đúng thì thôi, chứ đừng để em biết nếu em phát hiện là đa số tiếp xúc là đúng đúng hơn. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng nên đừng hỏi câu ghen hay không, vấn đề là mình làm cái gì để cho người ta ghen hay không mới là quan trọng. Đúng rồi, chứ em chỉ sợ nhất là những cuộc điện thoại tự nhiên gọi tới cái có mình cái bấm tắt và lẻn lẻn ra, hoặc là về có mình là cài chế độ im lặng là em không thích. Cứ gọi cứ nghe bình thường và nghe người đó là ai, là bạn hay là gì đó, cứ nói chuyện cái rồi thì xong đúng, ok chứ em không lục 1-2 giờ sáng luôn chat nỉ kia thì cái đó thì bình thường em cho thôi. Đa số nữ luôn. Hàng là khác, còn cái chuyện tình cảm nhiều người không biết, người ta nghĩ biết, khác biết đưa cho ta coi người ta biết liền chứ gì, đưa coi vài lần là người ta biết chứ gì, chứ mà đêm nào 1-2 giờ tự nhiên vợ ngủ đây bấm cái vợ mở mắt thì giấu điện thoại thì có vấn đề rồi. Còn nếu mà mình đang bấm mà con vợ mở mắt nhìn qua mình vẫn cứ bấm thì nó là bình thường. Bây giờ mình để hỏi thêm ý kiến của người thân xem như thế nào. Hôm nay là có người nhà của hai bạn đi chung nữa đúng không? Dạ, mời gia đình hai bên vào đây ạ. Dạ, em gái tự giới thiệu mình trước đi nè. Em tên là Hà, con của mẹ Linh. Ủa con đấy hả? Trời ơi, con gái lớn quá, 23 tuổi đấy hả con? Giờ con đang làm cái gì? Đang làm tại nhà, học nghề làm tại nhà. Là nghề gì con? Nghề nối mi, spa. Mốt ráng cố gắng chăm sóc cho mẹ nha. Chưa biết bữa nay cô Tường gả đi được không nữa. Con gái mà lớn vậy là coi như thành bạn của mẹ luôn rồi. Rồi hôm nay thấy chú này sao con? Dạ thấy chú cũng được. Được không con? Nói thiệt bụng đi con. Chứ để không được à, nói được là được. Được. Dạ được. Được mà không? Chú hơi khó tính thì con cũng sợ. Thì chú với mẹ tìm hiểu rồi hai người tự dung hòa với nhau. Chào chú đi rồi chú nói chuyện với con một câu coi nè. Con thấy chú làm sao? Chú hơi khó tính đó. Chú cao, đẹp trai nhưng mà hơi khó tính. Mày cái không uống rượu. Mày cái không uống rượu hút thuốc ha. Nếu mà tiến tới được thì cũng thương con ha, thương mấy cha hai đứa nhỏ ha. Bên đây giới thiệu. Dạ chào chị, dạ em tên là Quang. Em là bạn của anh Cẩm. Bạn của anh Cẩm. Bạn sao, bạn chơi được bao lâu rồi? À bạn, tức là bạn hàng buôn bán với nhau á. À vậy hả? Dạ. Rồi ta biết anh Cẩm có tật xấu gì không em? Thấy ảnh thì cũng hơi khó tính một chút. Trời ơi, khó tính nổi tiếng luôn kìa, rồi gì nữa? Chứ là cũng hơi gia trưởng. Chứ là anh cũng ít có biết ga lăng. Khó tính gia trưởng mà còn không ga lăng nữa rồi làm sao mà có vợ. Được, kinh nghiệm đó em. Hôm nay em thấy nhận xét về cặp đôi này như thế nào? Dạ nói chung là về chị ấy, thì em thấy chị khá là xinh. Nói chung là cũng vui vẻ, hòa đồng. Thì rất là hy vọng là anh chị có thể cho mình cái cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em, cảm ơn ý kiến của em, cảm ơn con nha. Rồi để tiếp tục câu chuyện của hai người. Mỗi người bóc một lá đi. Đây là những yêu cầu của chương trình để chúng ta thực hiện, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoặc là cho nó vui hơn, thoải mái hơn. Biết đọc tiếng Việt không anh? Sơ sơ. À sơ sơ. Đọc lớn lên. Bạn hãy đón về chàng trai. Thôi để đọc cho, anh thấy khó quá. Bạn nữ hãy đoán về chàng trai đối diện qua các câu hỏi sau. Rồi em nghe nha, em trả lời nè. Bạn nghĩ sai dài bạn nam mang là bao nhiêu? Chắc là 39. Trời ơi, gì mà con gái mang 39, mà con trai mang 39. Sao em không thấy giày nam mà xe máy luôn á. Nãy giờ em chưa mua trai luôn. Rồi đó giờ chưa mua giày cho ai? Chưa, đặc biệt là em không mua giày hết. Mà anh mang size 41 không? 40. 40 hả? À. Câu thứ hai, đồ uống bạn trai thích là món gì? Như nãy ông nói ông không uống bia rồi đó. Chắc cà phê quá. Cà phê hả? Sao? Thì thích gì? Thì cây hay sân tố nữa kìa. Trời ơi, bánh bèo dữ vậy. Bạn nghĩ bạn trai là người lãng mạn hay khô khan? Khô khan. Khô khan. Trời ơi, đơn giản quá à. Tới phiên em, nếu được bạn gái chủ động ôm, bạn thích bạn gái ôm mình kiểu nào? Ôm có nhiều kiểu không? Đúng rồi, ôm trước, ôm sau, ôm bên hông. Bây giờ muốn bạn gái ôm kiểu nào? Ôm vậy cũng là ôm, ôm vậy cũng là ôm. Ôm trực diện đi. Ôm trực diện. Rồi mời bạn bước qua để bạn gái thị phạm. Ông đi ôm mà ông làm như gì quýnh lộn vậy không? Lân tân. Rồi thì rồi ôm vô, trời ở đó. Cái này là ôm gì? Ôm trực diện. Trực diện gì? À, có cảm nhận gì không? Không. Chở gì kỳ giấy? Ông đúng khô khan thiệt luôn. Sao người ta ôm mà không cảm nhận gì? Không cần nhận gì. Lý do? Không cần nhận gì. Kỳ vậy? Ừ. Chưa có cảm xúc phải không? Chưa cảm nhận được gì. Mời hai bạn nhìn nhau 30 giây. Hai bạn nắm tay nhau qua cái trái tim này đi. Tôi muốn cho hai bạn nắm tay nhau 30 giây.
để cảm nhận một lần nữa xem mình có một cái rung động gì hay là mình có cảm xúc gì không. Rồi sau 30 giây mỗi người nói với nhau một câu thôi, chốt rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi nhìn nhau 30 giây rồi mình nói. Khi nào mình cảm thấy đủ cảm xúc thì mình nói. Bạn trai nói trước. Nói gì vậy? Mới nói rồi đó. Thì không có nói gì, không cầm đèn xanh nói. Anh nghĩ như thế nào về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì mình nói thôi. Giờ mới nói gì á? Rồi cầm tay tao hoài luôn vậy đó hả? Nói chung là không có gì mấy, không có cảm xúc về này, chứ này. Tại vì lúc hôm chia tay vợ rồi em khi nào tiếp xúc nãy kia người đó đỏ kinh doanh kiếm tiền, không có nghĩ tới mấy chuyện này. Nên ra nó giống mình giấu mình, trái tim mình không có mở lại, không giống như không có tiếp khó mà đón nhận người nào. Tham gia mình bao năm vậy. Có nghĩa là do mình đã cũng bị chai. Đúng rồi, chai 6 năm trời không muốn gì gặp người nào. Nhưng mà bạn đến với chương trình thì bạn mong muốn điều gì? Để kiếm người phù hợp với cảm xúc. Thì đó, cho nên mình cũng phải mở trái tim mình ra. Mình phải cho mình một cái cơ hội thì nó mới có. Còn nếu như mà không có cái sự bắt đầu thì không bao giờ. Tại vì ở ngoài em cũng quen nhiều người, nó có cái quen được vài tháng nên em thấy không có cảm xúc cho nên buông ra. Cũng hiểu được cái cảm giác đó của bạn. Nói chung là cơ hội do mình tự nắm bắt. Đúng rồi, cơ hội. Bạn gái, em biết anh nắm tay em, anh run đập đập, sao không phải nắm đâu. Vậy hả? Riêng bạn thì bạn cảm nhận như thế nào? Em á thì em cảm nhận ảnh là được chứ không phải là không. Nhưng mà vì do ảnh quá khó, ảnh quá khép mình, cái gọi là ảnh bảo thủ đấy. Cho nên thành ra ảnh không có cảm xúc, ảnh không có cơ hội. Nếu là một người như em thì em đã từng đổ vỡ một cú như vậy, là em gọi là em còn trai sạn hơn ảnh nữa. Bởi vì em nghĩ nếu mà sinh ra không có ai hạt liền cả, chủ yếu là đến với nhau trong cái lúc nhìn nhau cảm xúc rồi về là những cái này anh làm như vậy em không thích, em làm như vậy anh không thích, và nói với nhau để góp ý với nhau và chia sẻ với nhau thì từ đó nó sẽ hiểu nhau. Chứ còn nếu bình thường mà nói đi yêu mà để hiểu nhau thì không ai hiểu cả. Mà nếu mà giấu hết tất cả thì cái hồi khi cưới về nó bùng ra cái đụng thì còn không chấp nhận nữa. Thật ra là cả hai anh chị chia sẻ cái nào Tường cũng đồng cảm hết, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người đã từng trải, đã có sự va chạm, cho nên là Tường đều trân trọng tất cả những chia sẻ của các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chương trình đã tạo cho mình một cái gì cầu nối để mà gặp nhau. Còn cái quyền quyết định có muốn đồng hành cùng nhau, tìm hiểu nhau để hướng tới một cái gì nó xa hơn, một mái ấm gia đình hay không là quyền của các bạn. Bây giờ đến lúc mà các bạn phải đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu như mình đồng ý hẹn hò tìm hiểu nhau thì mình ấn mạnh vào cái nút. Nếu mình không đồng ý, mình có thể nhẹ nhàng lấy tay ra. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tường cũng có thể cảm nhận được. Tường không hiểu là anh người Hoa, anh có hiểu hết được hay là nghe được cái kiểu cảm xúc, hiểu được hết hay không. Đôi lúc mình cảm thấy anh cũng chưa có bắt được cái nhịp. Nhưng mà chị, Tường đương nhiên là chị phải đồng cảm với em rồi. Tại chị là phụ nữ mà, chị cái hiểu cái điều mà em cũng muốn. Có một cái em đánh giá rằng ảnh là một người đã buôn bán. Ảnh như vậy thì ảnh là rất là khó có khách hàng và rất là khó. Cái công việc buôn bán của ảnh rất là nó cái như nó gói gọn chứ nó không có được bùng phát ra cái gì đó. Nhưng mà thực sự mọi thứ đều có một cái nhân duyên hết. Dạ. Mình không đoán trước được tương lai. Đến cái bước ngoặt nào đó, mình cuộc đời mình nó rẽ sang một cái hướng nào đó. Có những cái nó rất là kỳ diệu ở tương lai. Chính vì không có tương lai thế nào, nhưng mà mình cảm nhận cảm xúc đầu tiên thôi. Đó. Nên không có cảm xúc là thua, tại đúng vì rồi. Đó là trái tim đầu tiên nó đi tới tương lai. Mời hai bạn đứng lên ạ. Nói chung đây là những cái cung bậc cảm xúc của chương trình. Không phải cứ đến với chương trình là chúng ta sẽ bấm nút hẹn hò. Tường luôn trân trọng cái cảm xúc của các bạn. Ta hãy thật lòng với nhau, đó mới là một cái mối quan hệ văn minh và lâu dài. Nghiệp cho ban biên tập biết ha Nghĩa ha. Em tên là Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh ngày 10 tháng 2 1994. Nghề nghiệp là buôn bán gì đó, nông nghiệp á, nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản ha em. Đúng rồi, bên mảng cá cảnh. Ừ, là nhà em làm bên mảng này lâu chưa? Làm cũng được 2 năm rồi. Ừ, là mình có kinh doanh gì không em? Kinh doanh về hải sản chưa? Cái đó rồi gọi là cái ngành mới của ngành cá cảnh á. Cá cảnh đó. Ừ, thì là em có mở tiệm kinh doanh không? Cũng có mấy chỗ cửa hàng. Nhà hay sao? Mình cụ thể giúp chị. Có mở chỗ cửa hàng giống như ở Bình Dương một cái, Sài Gòn cái với Bến Tre cái. Là mình có 3 cửa hàng luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Là hiện tại là em đang ở đâu? Hiện tại em đang ở Bến Tre. Ừ. Vậy Sài Gòn với lại Bình Dương thì ai quản lý?
À, cái đó em thuê người chị. Quê em ở đâu Nghĩa? À, quê em Bến Tre luôn. À, rồi mình chia sẻ điểm mạnh điểm yếu của mình đi Nghĩa. Điểm mạnh. Điểm mạnh cái gì ta? À, là giỏi những thể thao, nói chung là ừ. cũng bình thường chứ không có gì mạnh, không có gì yếu. Rồi nè, bây giờ ví dụ như con ở nhà biết nấu ăn gì không? Rồi À, có khéo tay không? Có ca hát được không? Hay là chơi thể thao thôi? chơi thể thao là giỏi à, còn với có thể thao à, còn mấy kia dạng bình thường nấu ăn cũng tạm được. Ca hát sao? Cái hát thì dở tệ luôn, nhà ai cũng hát hay đó, mà em thì dở Rồi, yeah. Rồi điểm yếu của mình sao em ơi? à. Điểm yếu là dạng như người hướng nội á, mà không thích chỗ đông người này nọ đâu. Rồi tình trường của em như thế nào? Kể về những cái cuộc tình của em đi, quen bao nhiêu lâu? Lý do vì sao chia tay? Kể chi tiết nha. Tình trường nói chung là cái mối tình đầu lúc ở trung học phổ thông á, chắc cô được 6 năm á, rồi lên nói chuyện đại học học á, rồi cái tự nhiên chia tay, chắc cũng có người mới đâu á, nên cũng Là bạn hỏi lý do cũng tạm không chia biết tay. rồi. Rồi cái mối tình đây hình như gần nhất là 2 năm á, trước dịch Covid á, cũng chia tay, giống như là sao ta, người ta đi du lịch á, gặp một người hợp hơn á, nên về chia tay luôn. Từ đó tới nay vẫn còn mình. Ở dưới quê không có ai hết hả? Mà sao mà Như chương trình nè? quê hầu như là tối ngày không có ai luôn á, dạng như tối ngày đi chơi toàn bọn con trai đi đá banh, đến banh này nọ không à, còn bình thường đi làm. Còn không ai làm mai cho em hết hả? Em nói thế người ta đâu có tin đâu. Khổ ghê. Rồi bây giờ hình mẫu mong muốn như thế nào nè, mà cho chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình, có ai hỏi em hay gì không? Không giờ mẹ hối quá, Mẹ nói sao? mẹ nói kiếm con dâu lẹ lẹ đi để cho bà chăm cháu nội, rồi chứ lâu lâu nữa là bà chồng không nổi, bà không chăm giùm nữa đâu. Mẹ bao nhiêu rồi? Mẹ chắc cũng tầm khoảng chừng đâu gần 60 rồi. Vậy mốt em tham gia em chở mẹ lên luôn nha. Mẹ à, mẹ để coi mẹ có rảnh không cái đó. Rồi rồi bây giờ em muốn một hình mẫu như lý tưởng của em như thế nào nè, về ngoại hình chi tiết, cao thấp mập ốm gì đó. À, gu em phải ốm ốm một xíu, cao tầm mét sáu rồi được, Em cao mét mấy? em cao mét 72. Rồi. À, càng xinh càng tốt, không xinh cũng không sao, nói chung là tình cảm từ từ bồi đắp được, vấn đề đó cũng không quan trọng mấy. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền. Chỗ nào cũng được á. Rồi, công việc thì sao? Tuổi tác thì sao em? Tuổi tác hả? Tuổi tác tổng chừng 34 đổ lại. Là lớn hơn em vẫn được đúng không? Đó là cứ vẫn được. Rồi mình có những điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Cho chị 4 điểm. 4 điểm mà giống như là lăng nhăng. Về ngoại hình kìa, cái gì mà chị nhìn có thai nhìn vô được cho em á? 4 điểm không thích hả? Ví dụ như là xăm chỗ được không, tóc tóc đen tóc đỏ tóc vàng được không, rồi thủ thuật thẩm mỹ được không, hay ví dụ nhiều chuyện xíu được không, cái gì trang điểm lòe loẹt xíu được không, tùy em không thích cái gì ở người phụ nữ, có cái những cái điểm nào em thích thì cứ nói ra. Em không biết đó. Nói chung là miễn thích là tự nhiên nhìn nó đẹp ra, nên cũng không biết không thích chỗ nào. Rồi em có mẫu hình tượng cái gì mẫu cái người nào mà em thích không, ví dụ như ca sĩ diễn viên nào đó mà em thích không, để chị nhìn vô chị biết là cái người đó là phù hợp với em. Cái mẫu người đó em thích. Ca sĩ Thu Thủy chưa không? À, hình mẫu là Thu Thủy. Rồi rồi còn cái gì nữa không nè, ví dụ như là về
lấy em về là phải làm dâu hả hay sao? Em sao cũng được, nói chung bây giờ em tài chính cũng ổn định, chồng muốn đi đâu sống cũng được. Ừ rồi, mình còn cái gì, mình còn yêu cầu gì nữa không Nghĩa ơi? Yêu cầu nói chung mà biết điều xíu rồi được rồi. Ừ, bạn gái biết điều xíu, biết điều là như thế nào kể chị nghe coi. Kiểu như là biết tôn trọng người lớn rồi, nói chung là vậy được rồi. Biết lễ phép về được rồi. Ừ. Không yêu cầu công việc gì hết đúng không? Không, không, không yêu cầu. Ừ. Rồi ví dụ như là bạn gái ở xa thì em yêu xa được không? À, cái đó được chị. Tại vì lúc trước bạn gái em ở bên Thanh Hóa với Hải Phòng á. À, quen xa, xa vậy luôn đó, hả? Ừ. À, tại lúc trước là nó dạng như nó vô đây làm bất động sản một thời gian, lúc trước em cũng làm bên đó. Ừ. Cũng gặp nhau quen. Ừ. Rồi ok, chị thì nhỏ ở đây chị đã ghi lại tất cả những thông tin của em rồi. Chị chương trình đúng không ạ? Vâng, em nghe rồi. Dạ rồi, ok. Giờ đầu tiên thì anh giới thiệu họ tên này cũng như là năm sinh, nghề nghiệp và cái vị trí ở hiện tại của mình á, cũng như quê quán luôn nha. Rồi em mời anh ạ. Em tên là Đặng Văn Minh, sinh 1998. Quê em ở Hà Nam và cũng đang làm công nhân công ty ở Hà Nam. Em làm công ty khu công nghiệp. Nào mình làm vị trí nào anh? Mình làm công nhân. Dạ, công nhân ở Hà Nam. Và mình làm công ty chuyên về sản xuất cái gì anh? Linh kiện điện tử. À, dạ rồi, linh kiện điện tử. Rồi, chia sẻ thêm giùm em về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh... em biết hát này. Dạ rồi, điểm mạnh biết hát. Rồi có biết nấu ăn hay gì không? Phải tính tình mình như thế nào nè? Em biết nấu ăn, tính cũng vui tính, cũng thoải mái, hòa đồng. Rồi điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu là em có hút thuốc, có hút thuốc về. Nếu như mà bạn nữ không thích mình hút thuốc quá, mình có bỏ từ từ được không ạ? Được bỏ được. Rồi ok. Rồi chương trình nó sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là mình ở Hà Nam vậy thì mình có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để mình tham gia ghi hình nếu như mà có người phù hợp không ạ? Dạ được, nhưng mà bây giờ mình cũng chương trình mình cũng đang phải tìm đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì chương trình sẽ tìm và nếu như mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ cố gắng báo sớm cho mình để mình chuẩn bị nha. Thì tầm chắc tầm cuối tháng sau thì em mới sắp xếp được vào, vì em đang chuẩn bị cho công việc này xong rồi để em nghỉ ấy. Nghỉ thì mới có thời gian vào xong đấy được. À là cuối tháng sau mới rảnh đúng không? Dạ rồi, ok em bắt thông tin rồi ha. Rồi hồi đó giờ là mình đã có quen ai bao giờ chưa? Em cũng có quen rồi, cũng có quen 2-3 người rồi. Rồi có quen 2-3 người vậy thì cái mối tình sâu đậm nhất của mình đó, thì lý do tại sao mình chia tay nè và mình quen nhau trong hoàn cảnh nào á? Mình sâu đậm nhất là mối tình đầu, nhưng mà chia tay thì do hồi đấy vẫn còn trẻ con quá nên là chia tay. Còn mối tình gần nhất là cách đây tầm 1 năm thì do người ta quá là như kiểu người ta đề cao về còn vấn đề tiền bạc quá ấy. Nên là mình cũng cảm thấy không hợp nên mình cũng chia tay mới gần 1 năm. Rồi tham gia chương trình thì mình muốn tìm một bạn nữ như thế nào ạ? Mình muốn tìm một bạn nữ nói chung là bình thường thôi, đừng cá tính quá, ngoan hiền, biết nghe lời, mà nói chung là người ta cũng không cần phải quan trọng về không quan trọng về tiền bạc. Với em thì đơn giản là người ta một cái áo người ta theo em cũng được, nhưng mà người ta phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc rồi động viên mình, chứ không phải là về người ta lại thế loại thế kia, thì em lại không muốn tìm những người như thế. Thì mong chương trình để tìm giúp em. Dạ rồi, bạn nữ thì tuổi tác như thế nào, rồi cao bao nhiêu thì được nè? Em vì em cũng không cao lắm, em cao 1m6. Dạ rồi, cao 1m6. Rồi bạn nữ thì tầm 1m4, 1m5, thấp hơn mình hoặc là cao hơn mình tầm
cao vài hơn mình cm được không ạ? cao hơn mình được thì tốt, còn thấp hơn mình thì cũng chỉ thấp hơn một chút chút thôi, đừng thấp quá. Dạ rồi, ok. à. Ngày cao hơn cũng được đúng không ạ? mặt, à, mặt nói chung là cũng cũng xinh xinh một chút. Dạ rồi. Nghề nghiệp người ta thì có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Nghề nghiệp tính cách nữa. Tính cách thì nó là như em nói là không cá tính quá, vì người ta không, em không muốn người ta mạnh mẽ quá, thì mình là đàn ông rồi nên là thì một người nào đấy bình thường thôi, dịu dàng đơn giản thôi, giống như đừng người ta sắc sảo quá về, người ta cứ sắt xéo mình cũng không muốn. Thì em Dạ. thì muốn muốn tìm một người là em muốn tìm một người là hai đứa về cùng nhau cố gắng, không cần không yêu cầu người ta phải có cái gì cả, hai đứa lấy nhau về rồi cùng cố gắng, chứ chứ không phải là người ta phải có cái nọ cái kia, vì em cũng không có gì cả. Tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì vừa? À, em xem 98 thì mong là tầm từ 98 đến 2000 đổ lại, 2000 từ 98 À, lớn hơn 1-2 tuổi đúng không ạ? Tại vì từ 98 tới 2000 thì khoảng cách nó cũng hơi nhỏ, nhiều khi nó sẽ khó kiếm mà. thì Đến nhỏ tầm hơn nữa chưa, 97, 96 đúng không? 97 96 cũng được, 96 được, 99 97 thôi, 96 thì không hợp, 96 thì không hợp. Rồi vậy là 2K 9997. Từ Rồi. tầm 2K2 đến 97. À, rồi ok. Rồi có cái điểm gì mà mình không thích ở bạn nữ không ạ? Không thích Ngoài cái việc mà bạn nữ quá sắc sảo ra thì có cái những cái điểm gì bạn nữ mà bạn không có thích không? người ta phải Như xăm mình, biết nhuộm đối đãi tóc xử hay thế gì này. đồ cái kiểu gì á. À, cái đấy thì không quan trọng, mình cũng là người hiện đại mà, nên là nhưng mà người ta phải biết đối nhân xử thế, biết ứng xử trong cuộc sống thì phải biết trên biết dưới, biết nọ biết kia. Người ta về nhà mình thì người ta cũng phải tôn trọng gia đình nhà mình. À, là sau này là bắt buộc là bạn nữ phải về làm dâu hả bạn? Hay là mình với là bạn nữ có thể ra riêng rồi có ý định là vào miền Nam hay gì đó để mình lập nghiệp không bạn? Hay là mình chỉ ở Hà Nam thôi? Đấy thì tùy em, thì cũng làm ở đâu cũng được, mà quan trọng là cuộc sống thoải mái, không quan trọng là, nhưng mà phải về làm dâu đã chứ, thì mới mới tính đến cái chuyện đi đâu thì phải về với bố mẹ, mình cưới nhau về thì phải ở với bố mẹ đó chứ, đúng không ạ? Dạ rồi. Rồi thì mình đi làm ở đâu cũng được, đi có đi làm rồi lo cho cuộc sống của mình, lo cho gia đình mình, thì cứ chỗ nào nhiều tiền thì mình kiếm thôi. Thu nhập của bạn hiện tại là tầm bao nhiêu bạn? Em làm công ty thì được 7-8 triệu thôi. Dạ rồi. Em cũng Rồi. nghèo mà, nói chung là em cũng nghèo, cũng không có gì cả. Rồi, hiện bạn có thêm những cái mong muốn nào nữa không ha? Mong muốn thì cũng chưa có mong muốn gì. Nói chung là bạn ấy, bạn đấy em thì em trắng, em cũng mong muốn tìm một bạn nào cũng trắng trắng một chút thế thôi, không không có mong muốn gì thêm. Khi mà Rồi mình tìm hiểu ok. thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, rồi mình nhận thông tin từ bạn ha. Hiện tại chỉ là cái buổi check in những cái thông tin cơ bản trước, thì nếu như mà bạn được vào vòng trong á thì sẽ có biên tập liên hệ với bạn để trao đổi kỹ hơn nha, cũng như hướng dẫn bạn chia sẻ khi mà mình đến mà tham gia chương trình á. Rồi cảm Vâng. ơn bạn ạ. Vâng, cảm ơn. Như vậy là phỏng vấn xong rồi đúng không? Thì ở đây cũng có một số biên tập khác nữa thì mình cứ chủ động giới thiệu quán nghề nghiệp cho mình ha. Dạ, em là Hà Văn Hải, sinh năm 1989. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông ạ. Nghề Mình nghiệp của làm em là gì ta? nghề làm... Dạ. Alo, Hải sinh năm Dạ em... Hải 88 hả? Em sinh năm 1989 ạ. À, 89 rồi, ok. Mình công việc của mình ở Đắk Nông là gì? Em chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng mà cụ thể là mình kinh doanh hay là mình làm cái gì, nhà sản xuất hay làm sao em? Vâng, em là mà chủ xưởng Đó, mình phải đó thì mình nói là mình chủ xưởng gốm hay gì đó. Đó dạ. rồi, điểm mạnh điểm yếu của Hải là gì? Điểm mạnh à, em thì nhiều lắm. Đá bóng Không. hay làm gì sinh hoạt về thể thao thì em ok. Dạ, điểm yếu em thì nói chung là cũng
đôi khi cũng hơi lười. Rồi. Rồi, tình trường của mình sao hả? Dạ, em trải qua hai mối tình. Rồi, dạ. Kể hai mối tình đó đi, quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Em mối tình em kết thúc năm em 28 tuổi, em tập trung vào sự nghiệp. Rồi mình kể lại hai mối tình đó giùm chị đi, là quen cái cô đó như thế nào, rồi lý do vì sao chia tay hai cô đó. À dạ, thì mối tình kết thúc cuối cùng là năm em 28 tuổi, do chắc là em mới bắt đầu sự nghiệp, đâm ra lúc đấy là hơi mình chưa có gì trong tay chị. Đâm còn ra mình đầu thì sao? Mối tình đầu thì thời học sinh ấy. Thầy còn đang ngồi trên ghế nhà trường ạ. Dạ. Mình hay quen, mình quen cái bạn mà kết thúc năm 28 tuổi là mình quen bao lâu? Dạ 4 năm ạ. 4 năm. Dạ. Ai là người chủ động chia tay, mình kể về cái cuộc tình đó đi. Dạ là... bạn do bạn nữ đó ạ, do do lúc do em vào tập trung sự nghiệp ấy, lúc đấy chưa có gì trong tay bơ ngớ, thì lúc đó bạn nữ có ngỏ lời, đâm ra lúc đấy thì em chưa chuẩn bị sẵn sàng lắm. Ngỏ lời là sao, chưa hiểu lắm. Nghĩa là thì do em chưa ổn định công việc này, do còn nhiều cái chưa ổn định ấy, tâm ra thì lúc đấy bảo về phần yêu đương hay lập gia đình em chưa chuẩn bị sẵn sàng ạ. Là cô quen 4 năm xong rồi bạn gái kêu là kết hôn nhưng mà mình không chịu nên bạn gái chia tay, hay là mình chia tay? Dạ bạn ấy chia tay. Vậy là do mình ha. Dạ. Rồi mình ca hát gì được không Hải? Em thì em là kẻ thù của âm nhạc rồi. Rồi dạ. Giờ mình muốn tìm hình mẫu như thế nào, ở trên đó không có ai sao mà mình nên tham gia chương trình vậy? Dạ do mẹ là fan của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mẹ là fan đăng ký. Mẹ là con trai đăng ký hả? Dạ. Tập ra năm nay em lớn tuổi rồi, tập ra mẹ có hối. Có người yêu không? Dạ. Hả? Sao? Nói gì? Sao chị? Em nói gì là mẹ em đang hối em hả? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà em có nhu cầu tham gia không? Hay là mẹ kêu rồi mới đăng ký vậy thôi? Thì nói chung là... Tại nói vì chung là mẹ em cũng hối lâu rồi. Cũng là fan cứng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy. Fan cứng lâu rồi, đâm ra là... thôi thì em ai nấy mà thôi lấy từ. Nhưng mà mình có mong, mình có muốn hay không? Dạ có chị. Rồi ok, muốn là được rồi. Dạ. Mình hình mẫu của mình như thế nào Hải ơi, chi tiết về mẫu hình dùm, về mẫu hình dùm chị ha. Đại loại giống chị Khả Như được. Đại loại giống chị Khả Như là giống về cái gì, ngoại hình hay là tính cách hay là cái gì? Nói chung là cả hai. Rồi cho chị 4 điểm không thích ở người phụ nữ đi. Cầm làm, nói nhiều ấy chị. Lòe loẹt. Dạ lòe loẹt hả? Làm sao là trang điểm chị Khả Như được không? Ok quá. Chị Khả Như fan em fan cứ. Định nghĩa lè lẹt là như thế nào? Nói chung là đầu xanh đầu đỏ hay đại loại gì đó chị. Là không thích đầu xanh đầu em đỏ. Em sợ khoảng đấy lắm. Không thể. Dạ. Còn cái gì nữa? Mới có 3 điểm à, còn điểm nữa. Cái gì ta? Chị gợi ý cho em cái. Cái gì mình không thích ở người phụ nữ nữa, về ngoại hình á. Nhìn vô chị thấy là em không thích là chị loại liền. Thì... nói nhiều nhỉ, nói nhiều quá rồi nhỉ. Nói nhiều càm ràm là có rồi nè. Rồi được, hả được. Không lẹ lẹ đầu xanh đầu đỏ. Hình xăm chị ơi, hình xăm. Không hình xăm, nhưng mà hình xăm nhỏ nhỏ được không? Được được, ok chị.
Để hình xăm nhỏ thì được, còn Dạ lớn dạ quá dạ không hả? Dạ 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 đúng rồi ạ. Rồi khi mà mình chương trình xuống tham gia ghi hình ở dưới Sài Gòn thì mình vẫn xuống được mà đúng không Hải? Dạ em đi được chị ơi. Rồi ok thì Ủa, chưa hỏi tuổi tác mong muốn bạn gái mà. Vâng, tuổi bạn nữ em muốn là bạn mệnh thổ hoặc là mệnh thủy gì đó được. Gì vậy trời? Ủa gì vậy? Tôi chơi theo mệnh luôn vậy? Giờ cho phong thủy gì trời, bây giờ cho tôi con số nhất định, một cái là từ khoảng 25 cho đến 32 tuổi hay gì đi, chứ giờ À chọn mệnh. vâng, trong khoảng dao động từ khoảng nói chung là nhờ anh chị giúp từ nói chung là 30 đổ về chị ạ. Bằng tuổi đổ về không được hay sao ạ? Bằng tuổi đổ về hay cãi nhau lắm chị Nghĩ nhau hay không do mình chứ. ạ. Rồi, quê quán thì mong muốn bạn gái ở đâu nhỉ? Dạ em muốn ở khu vực Tây Nguyên được chị. Đắk Lắk hoặc Đắk Nông ấy. Dạ. Ở xa hơn xíu được không? Nhưng mà miễn sao chịu về làm dâu là được. Xa xíu ạ. À. Lâm Đồng thì được. Dạ, Lâm Đồng cũng hơi xa mà em say xe sợ lại cưới xin hơi đi vất vả. Rồi còn về ngoại hình, Muốn chiều cao 1m58 trở lên được. 56 hoặc 58 đấy. Dạ. Đấy. anh cao mét nhiều, Em cao 1m67. 1m67. Rồi ok, rồi anh còn mong muốn bạn gái gì nữa không nè? Ví dụ như là bạn ấy đã từng có lập gia đình rồi được không? Cái đấy thì Không muốn à? dạ, mẹ em bảo thả lại gái xấu Trời. Rồi ok. Về tôn giáo thì sao ạ? à, công giáo ok cái gì Rồi ok. được gì dạ. Rồi đây là một buổi casting bóng hẹn hò thôi. Thì nếu mà có gì thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ, Rồi, ok chị. cảm ơn anh rất nhiều ạ.